Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dương Khả nè mày. Dương Khả kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với một video Khải bán áo nhu tình nè mày. Nói chung thì Khải hôm qua mở được móc giả tẩu 3k nè mày, được một bộ hiện tinh 567 kèm với một áo nhu tình nha mọi người. Thì ngày hôm nay thì Khải sẽ show cho anh em xem áo nhu tình này. Hiện tại ở server rất có giá nha mày. Hiện tại server có giá những áo nhu tình thường như thế này thì nó sẽ nằm giá ở từ khoảng tầm 3,5 triệu đến 4 triệu nha năm. Và ngày hôm nay thì Khải sẽ bán với giá 3,5 triệu với cái áo này nha năm ơi. Cái này cũng có một cấp và ban chủ bên ban ít đã mua nha năm ơi. Mời được thiện. Ok, chúng ta cùng xác nhận đấy. Đây năm ơi. Chung là mua bán nhanh gọn năm ơi. Hôm qua thì cũng có người trả giá 3,8 triệu rồi. Nhưng mà Khải thì Khải muốn nhanh gọn nha mày. Đó, ok. Bán được áo nhu tình nha mày, lọc về nè mày, lọc về đêm khuya. Rồi, cái đó là móc giả tẩu 3k nè mày, khá là ok luôn. Nói chung là tối qua thì Khải ra lên liền á. Trên live cũng có nhiều anh em trả giá hỏi này nọ mà đòi 3,8 triệu nhưng mà hẹn đến tối mai mới giao dịch. Thì Khải thì rao bán nhanh gọn nè mày. Giờ thì Khải ra giá 3,7 triệu mà thiện trả giá 3,5 triệu, ok. Bán nè mày. Nói chung là mình có cái lọc thì mình bán luôn, cũng như là mình lấy lọc cho anh em khác cũng được, chia lọc cho anh em tí. Rồi, ok. Ra Khải đã bắt đầu bán cái đúng mạng nha mọi người. Rồi, ok. Bay áo nha mọi người. Rồi, quá đẹp luôn em ơi, quá tuyệt vời luôn em ơi. Chung là 3,5 triệu này bằng nửa lương tiền tháng rồi em ạ. Ok, cũng quá ok nè. Nói chung là cũng có cái lọc nè mọi người. Rồi, không nhiều hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên ủng hộ Khải bằng cách nhấn like, chia sẻ video và đừng quên hãy xem trực tiếp, like trực tiếp của Khải vào lúc 11:50 hàng ngày cũng như là 19:50 hàng ngày em ơi. Khải like 20 giờ đó là trưa 11:50 và tối là 19:50 nha mọi người. Và đừng quên xem những video ngắn của Khải vào lúc 11:15 trưa hàng ngày nha em ơi, vào mỗi buổi trưa nha em. Anh em rảnh rỗi ghé chơi và cũng như là cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ chơi nha em ơi. Và ok, bye bye mọi người nha. Hẹn em vào những video live trực tiếp theo.